Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Như hôm qua thì mình đi bán là tình cờ mình thấy có cái anh mà bán bánh á, thì cũng có bán mà giống như là bánh tay heo mà hạt sen á, thì hôm nay là mình sẽ làm thử là bánh tay heo hạt sen ha. Thì nguyên liệu mình gồm có thì mình cũng có là 200g bột mì, 100g nước cốt dừa, hạt sen thì mình có là 70g, với lại hai cái trứng gà, đường thì mình sử dụng là một muỗng canh đường, với lại tí xíu muối và bột cacao thì cũng sử dụng ít thôi các bạn. Thì trước tiên đó là mình sẽ nấu cái phần hạt sen lên, mình nấu cho nó mềm ra, đặng một hồi mình sẽ tán cho nó nhuyễn ha. Mình cũng chuẩn bị cái nồi nước, mình sẽ để hạt sen vào mình nấu nha. Mình nấu cho hạt sen cho nó mềm, cho nó nhừ, thiệt là nhừ luôn á các bạn. Thì mình sẽ dàn vô đây một tí xíu muối rồi mình nấu, khi mà hạt sen chín á thì mình sẽ làm tiếp cho các bạn cùng xem nha. Hạt sen á là mình nấu bây giờ nó cũng đã nhừ rồi, nó mềm rồi các bạn đó. Giờ là mình sẽ vớt ra, còn cái nước này á thì mình không có sử dụng nha, mình sử dụng cái hạt thôi. Khi mà mình thấy hạt sen nó còn nóng á, mình nghiền á, hạt sen nó sẽ dễ hơn á các bạn. Còn nghiền cho nó nhừ luôn ha, cho nó nhuyễn thì còn nhuyễn luôn. Còn nếu mà các bạn không nghiền á thì mình để vào trong máy xay sinh tố á thì xay cũng vẫn được nha. Hạt sen á là mình cũng đã nghiền xong rồi nè các bạn. Thì giờ mình sẽ cho trứng gà vào ha. Thì mình sẽ sử dụng cái chồng đỏ trứng gà thôi chứ mình không sử dụng chồng trắng nha. Mình sẽ cho hết hai cái chồng đỏ á vào trong một cái thau hạt sen luôn. Và bây giờ là mình sẽ nghiền tiếp, nghiền cho chồng đỏ với hạt sen cho nó đều ra, rồi mình sẽ cho đường vào. Rồi đường với muối á, thì mình sẽ cho hết luôn ha. Mình khuấy cho cái phần đường cho nó tan ra hết á, rồi mình sẽ cho bột vào nha các bạn. Đường á giờ cũng đã tan hết rồi nè, thì giờ mình sẽ cho hết bột vào nha. Đây là bột mì số 8 á các bạn. Còn nếu mà các bạn tìm mua bột mì số 8 không được á thì mình sử dụng bột mì khác cũng vẫn được ha. Và bây giờ mình sẽ trộn lên từ từ, mình sẽ cho nước cốt dừa vào. Còn nếu mà các bạn không sử dụng nước cốt á, thì mình có thể là thay thế bằng sữa tươi cũng vẫn được nha. Cho nước cốt từ từ nha các bạn, tránh nhiều khi cái bột mình nó bị nhão á, nó sẽ không được ngon ha. Cho thêm sữa tươi hoặc là cho thêm nước cốt cũng vẫn được nha. Mình nhồi cho cái bột mình nó dẻo, nó mịn lại là được rồi. Thơm quá. Khi mà mình cho nước cốt vào á thì cái bột nó hắt lên cái mùi thơm rất là nhiều các bạn. Bột á, thì bây giờ mình nhồi á, nó cũng đã dẻo nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ chia làm hai ha. Đây, giờ bột mình sẽ chia làm hai, để mình sẽ làm cái màu cacao đó. Đây, mình để riêng qua một bên. Chia cho nó đều ra các bạn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cho bột cacao nè, mình cho vào đây mình nhồi luôn. Nhồi để cho nó có cái màu nó giống như là lỗ tai heo, thì bánh á, thì nó phải có cái vân vân màu sậm sậm, màu vàng vàng á các bạn. Nhồi cho nó thành một khối nữa ha, rồi sau đó thì mình sẽ cán bột ra thôi. Thì mình cũng bọc một cái bọc thực phẩm vào trong một cái mâm ha. Thì giờ là mình sẽ cán cái phần bột ra.
mình cán trước cái bột màu trắng nha. Một hồi cái bột cacao thì mình sẽ cán đi. Bây giờ là mình sẽ quay cái mâm lại. Bây giờ mình sẽ dùng mình cán ra. Cán cho nó mỏng mỏng ra nha các bạn. Cái bột cacao thì mình cũng cán y vậy á, cán bột cho nó mỏng ra, nó mỏng thì bột mỏng luôn. Mình sẽ cán tiếp cái màu cacao ha. Đó, giờ là mình cứ dịch mình cán ra. Bây giờ mình sẽ để cái màu cacao nè nằm ở lớp trên. Bây giờ là mình sẽ cho nó nằm xuống như vậy. Mình sẽ giống như mình cho nó kết dính đó các bạn. Rồi mình sẽ cán đi một lần nữa ha. Mình cán bột cho nó kết, có cái độ kết dính. Cán xong rồi á thì mình sẽ cuộn lại. Cho nó thiệt là mỏng luôn. Bây giờ là mình sẽ lấy cái bọc thực phẩm ra. Sau đó thì mình sẽ cuộn lại. Mình sẽ cuộn lại như vậy. Mình lấy cái thanh dài này luôn mình cuộn nha. Mình nhớ mình cuộn nó cho nó chặt tay các bạn. Này mình khó cuộn lắm, tại vì cái bột nó mỏng á, mình bóc nó sợ một hồi là nó bị dính đó các bạn. Xong rồi đó các bạn, thì bây giờ nữa là mình sẽ lấy cái bọc thực phẩm á, mình bọc lại rồi mình để vào trong ngăn mát, trong ngăn đông tủ lạnh á, mình để trong vòng là 2 tiếng. Sau 2 tiếng á thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn cùng xem nha. Bột á thì mình cũng đã để cho nó đông nó cứng lại nè các bạn, thì giờ là mình sẽ cắt nha. Đó, mình bọc cho nó kín như vậy nè các bạn, để giúp cho cái phần bột mình nó cứng á, mình cắt nó dễ. Mình cũng để cái bột thực phẩm này để mình cắt luôn cho nó dễ nha. Thì mình cũng sử dụng con dao nè, mình cắt mỏng nè các bạn. Tại vì cái khúc đầu á thì cái bột á thì nó có một màu thôi, nhưng mà một hồi là mình sẽ vô tới bên trong thì bột của mình nó sẽ được, nó có giống như là nó có độ sáng đó các bạn. Đó, các bạn thấy nè, giờ cái bột mình á là nó có cái độ sáng nó trong từ từ rồi nè.
mình nhớ một cách á, cắt mỏng thôi, đừng có cắt dày quá. Đây. Rồi bây giờ á là mình sẽ cắt, mình sẽ đem xuống dưới nhà sau á, mình vừa cắt mình vừa chiên luôn nha. Cũng có cái độ sánh nhẹ nè, độ sấy nè. Bây giờ mình sẽ thả cái bánh nè, mình thả vào từ từ nha. Cái này là mình cắt á, mình cắt xong rồi mình chiên liền á các bạn. Cứ để nhiều khi mình cắt, mình để một lượt á thì nó sẽ dễ bị dính á, nó bị dính lại, nó không có được ngon. Giảm mật lửa cho nó nhỏ thôi nha. Các bạn thấy đó, khi mà mình chiên á, mình để vào á, là các bạn thấy là cái bánh của mình á nó phồng lên, nó có độ dảnh lên nữa các bạn. Để một lượt như đây đi rồi mình sẽ chiên một lượt ha. Rồi xong đó mình cắt tiếp rồi mình chiên tiếp. Đó, các bạn thấy nè. Rồi nó dảnh lên rồi nè ha. Nhìn nó đẹp ghê. Rồi mình đợi khi nào bánh nó vàng rồi á thì mình sẽ lấy bánh ra nha. Bánh á giờ mình chiên nó vàng rồi nè các bạn, thì giờ mình sẽ vớt ra ha. Mình để qua một cái rổ nè, để cho nó rỡ cái phần thu, để nó rỡ cái phần dầu xuống. Rồi bây giờ mình sẽ chiên tiếp nha. Mình cũng để từ từ vào các bạn. Bánh á mình cắt mỏng mỏng như vậy là mình chiên á nó sẽ mau, còn mình cắt dày quá mình chiên nó lâu lắm, mà ăn như vậy nó cứng quá nó cũng không ngon nữa. Cắt mỏng mỏng như là mình ăn cái độ giòn của bánh á nó ngon ha. Mình nhớ mình chiên cái bánh này mình để cái mật lửa cũng nhỏ thôi, đừng để lửa lớn quá nha. Rồi, cái mẻ thứ hai là mình chiên nó cũng vàng rồi đó. Bây giờ mình sẽ vớt ra, mình sẽ lấy bột ở trong tủ lạnh ra mình cắt tiếp rồi mình sẽ chiên cho đến hết cái phần bột nha. Thì bánh tay heo hạt sen của mình á mình chiên cũng xong nè các bạn. Đó các bạn nhìn cái dĩa bánh tay heo của mình nè. Nhìn nó có hấp dẫn hay không ha? Đó nè. Đó, nó cũng có cái đường cong cong dảnh dảnh lên nè các bạn. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ dùng thử xem coi cái phần bánh á nó có mùi hương hạt sen như thế nào nha. Thì mình cũng mời cả nhà dùng thử chung với mình luôn. Mình ăn ấy thì mình thấy nó thơm. Thơm mùi hạt sen nè, với cộng mà có nước cốt dừa ăn nó có độ béo béo. Đường á, cái độ ngọt á thì gắt các bạn thêm tí xíu, tại vì á mình ăn thì cái bánh nó hơi lạc các bạn. Nếu mà các bạn thích ăn ngọt thì mình cho thêm cái thêm đường nữa nha. Nhưng mà mình ăn có cái độ béo rất là vừa phải. Hạt sen thì mình ăn nó rất là thơm. Như hôm qua tình cờ là mình thấy cái anh mà bán bánh mà là tay heo hạt sen như vậy á, mình ăn không biết đó là ăn lên như thế nào các bạn. Cho nên đó là mình cũng làm thử, mình ăn lên thì mình thấy cũng rất là ngon. Nó cũng thơm cái mùi hạt sen nè. Với lại cái có cái độ nước cốt dừa nữa thì nó có cái độ béo béo. Còn nếu mà các bạn thích mà ngọt nhiều hơn thì mình có thể là thêm đường nha. Nhưng mà bánh thì mình thấy là cũng vừa ăn rồi, nó chỉ hơi lạc tí xíu thôi. Độ giòn thì nó cũng rất là vừa phải các bạn.
Thì video của mình là sẽ kết thúc tại đây ha. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích thì like và chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào cả nhà.